Nông Ngư Cơ Tiến Hưng Kiên Giang kính chào quý khách. Hôm nay em có thời gian làm video về cửa hàng mới ra mắt, mới khai trương. Cửa hàng em chuyên kinh doanh về các loại máy nông nghiệp, máy cày, sới, máy bơm nước. Quý khách có thể thấy máy dầu nghĩa địa Nhật của cửa hàng em có khá là nhiều và đa dạng chủng loại. Tiếp đến là máy cày, thì cửa hàng em hiện có Kubota M6040 Su, Kubota L5018, Yanma IM357A, John Deere 3036E. Kubota M6040 Su thì hiện cửa hàng em có cả máy đã qua sử dụng và máy mới. Các loại máy nghĩa địa Nhật như Kubota 5270, Kubota L3202DT, Kubota M7000 hay một hãng khá là nổi tiếng về mức giá bình dân như New Holland thì cửa hàng em cũng đang có sẵn một MTT45. Video của em đến đây xin được phép kết thúc. Các quý khách có muốn em làm review về chiếc máy cày nào, hãy comment cho em biết để em có thể lên video sớm nhất nha.